Như các bạn thấy trước mắt chúng ta đây là một cái tổ mối đang làm trên cây dừa, cách mặt đất là đâu khoảng 2 mét. Những chú mối làm ở trên cây dừa, làm tổ trên cây dừa. Tình cờ hôm nay mình đi đến một khu vườn để mình quay phim về các loại thảo dược cho các bạn xem, thì vô tình mình bắt gặp một cái tổ mối này. Theo mình biết thì trong y học cổ truyền, y học phương Đông của chúng ta, thì tổ mối có một tác dụng dược tính cực kỳ tuyệt vời. Đó là cái tác dụng chữa được các chứng như là mụn nhọt nè, ung nhọt ác tính nè, vết thương làm mủ nè, vân vân. Được dùng để điều chế các bài thuốc để trị những cái căn bệnh quái ác đó. Đây, như các bạn thấy, tổ mối thường làm dưới đất. Ta biết là thường làm dưới đất, nhưng mà hôm nay mình gặp một cái tổ mối làm cách mặt đất khoảng 2 mét. Mình thấy thú vị quá. Giờ nó cũng có cái tác dụng dược tính đối với con người chúng ta nữa, cho nên mình quay phim cho các bạn xem. Đấy, thiên nhiên kỳ diệu, có đắng, có cay, có chua, có ngọt, có độc và có hiền. Chúng ta hiểu được nó, chúng ta sống chung hòa với nó, không làm hại nó, thì rõ ràng sẽ rất là có lợi cho con người chúng ta sống lâu bền với thiên nhiên. Video hôm nay mình xin chia sẻ tới đây. Hẹn gặp lại các bạn.